Cô Nguyễn Kim Nguyên, sinh ngày 16 tháng 6 năm 1959, thường trú khóm 2 thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, là đảng viên chi hội trưởng phụ nữ khóm 2 thị trấn Đầm Dơi, đồng thời là hội viên hội người cao tuổi của khóm. Cô tham gia công tác hội từ năm 1998 đến nay, hơn 32 năm với vai trò là chi hội trưởng phụ nữ để thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động do hội cấp trên phát động. Đặc biệt là cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch thì công tác tuyên truyền vận động làm thay đổi tư duy, nhận thức của chị em phụ nữ là quan trọng nhất. Phải bắt đầu từ quan sát thấy đến việc học tập và làm theo. Do đó, trước hết là bản thân gia đình mình phải làm gương thực hiện trước thì các chị em mới đồng hành cùng với mình. Với suy nghĩ một mặt đó, cô đã cùng với các thành viên trong gia đình tết cực xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế gia đình giữ gìn vệ sinh môi trường từ trong nhà cho đến ngoài ngõ. Giữ gìn nếp sống văn minh, tham gia hưởng ứng tích cực các phong trào của địa phương phát động. Gia đình cô là gia đình ba thế hệ. Hai con cô đã lập gia đình. Các con dâu trẻ hiện là cán bộ công chức nhà nước. Các cháu nội ngoại đều học hành chăm ngoan. Theo đó, cô tham mưu với bí thư chi bộ, phối hợp với trưởng khóm và các đoàn thể của khóm, vận động bà con nhân dân thực hiện cuộc vận động gắn với chương trình xây dựng đô thị văn minh của địa phương. Cơ đến từng hộ gia đình hội viên để nắm bắt tình hình và nhu cầu thực tế của từng hộ. Vận động các chị khắc phục thói quen ăn ở chưa ngăn nắp gọn gàng, chăn nuôi gia súc còn thả rong hoặc có trường chạy gần với nhà ở làm mất vệ sinh ảnh hưởng đến môi trường sống. Vận động hội viên trồng và chăm sóc các tuyến đường qua, tuyến đường xanh sạch đẹp. Tại các buổi sinh hoạt, cô đã lòng ghép tuyên truyền nội dung 8 tiêu chí của cuộc vận động, phân tích ý nghĩa, mục đích và tác dụng của từng tiêu chí để chị em dễ hiểu, dễ vận dụng và thực hiện tại gia đình của mình. Tính đến nay, Khóm đã có trên 90% hộ cán bộ hội viên thực hiện đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động và được bình xét đạt gia đình 503 sạch và được thị trấn công nhận là chi hội 503 sạch. Cuộc vận động đã góp phần cải thiện điều kiện sống của hội viên phụ nữ không những giúp chị em dương lên xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng tiến bộ, hạnh phúc, mà còn góp phần rất lớn trong việc xây dựng tổ chức hội, chung tay cùng địa phương xây dựng thành công thị trấn đạt chuẩn dân minh đô thị. Để xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, bằng nhiều giải pháp tuyên truyền, hàng năm công nhận thêm từ 3 đến 5 hội viên, nâng tổng số toàn khớm có 135 hội viên, có 4 tổ và một câu lạc bộ. Với trách nhiệm là chi hội trưởng, đã vận động được cán bộ hội viên phát huy tốt mô hình quy động vốn nội lực bằng nhiều hình thức như tiết kiệm giảm dần, tiết kiệm tăng dần. Hiện có 4 trên 4 tổ, một câu lạc bộ có xây dựng được nguồn vốn tiết kiệm hình thức tăng dần, số tiền tiết kiệm hàng tháng từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng. Có 135 hội viên tham gia, số tiền tiết kiệm được lý kế hơn 2 tỷ đồng. Bình quân hàng tháng có 15 chị mượn dây với lãi suất thấp để mua bán chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình chi hội đã giúp cho hơn 10 hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, thoát nghèo. Trên 32 năm gắn liền với công tác hội, hoạt động phong trào thi đua tuổi cao gương sáng được các cấp hội và đông đảo hội viên hội người cao tuổi triển khai sâu rộng hiệu quả. Cô Nguyễn Kim Nguyên đã phát huy vai trò tiên phong, gương bảo trong các phong trào xây dựng đô thị dân minh, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng đời sống dân hóa ở khu dân cư trở thành gương sáng cho con cháu học tập và noi theo. Mặc dù tuổi đã cao nhưng bản thân là người tiên phong trong phong trào thể dục thể thao của khóm nói riêng và thị trấn đầm dây nói chung. Với trách nhiệm là phó chủ nhiệm câu lạc bộ dưỡng sinh thị trấn đầm dây, cô đã vận động được nhiều cán bộ hội viên phụ nữ tham gia tập thể dục thường xuyên nhằm tăng cường sức khỏe kéo dài tuổi thọ tinh thần được sản phái trí tệ được minh mẫn để có điều kiện giúp đỡ con cháu được nhiều hơn. Hàng năm chi hội phụ nữ khóm 2 luôn được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bản thân cô là đảng viên xuất sắc chín năm liền. Tập thể và cá nhân được nhận nhiều giấy khen của các cấp, các ngành. Cô thường xuyên nghiên cứu học tập, đúc kết kinh nghiệm từ thực tiễn để nâng cao hiệu quả trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời gương mẫu và chấp hành tốt việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, thực hành nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ luôn trao dồi phẩm chất đạo đức và nêu cao tinh thần cách mạng của người cán bộ đảng viên. Bản thân tiên truyền phong trào thi đua của phụ nữ phối hợp với các ngành đoàn thể ở địa phương phát huy cái vai trò của phụ nữ rồi thực hiện chủ trương chính sách của đảng pháp lực của nhà nước. Ai thực hiện gia đình năm không ba sạch rồi phát triển cho vận động triển khai đến từng hội viên phụ nữ chi hội duy trì các mô hình có hiệu quả để thực hiện xây dựng đô thị văn minh đề xuất cấp trên nhằm phát huy vai trò của phụ nữ ở địa phương chi hội duy trì mở rộng các mô hình hiệu quả cách làm à, hay xây dựng đô thị văn minh đề xuất cấp trên đại phát huy vai trò đóng góp của phụ nữ hơn 32 năm qua với vai trò là đảng viên chi hội trưởng phụ nữ khóm 2 thị trấn Đàm dơi huyện Đàm dơi tỉnh cà mau bản thân cô nguyễn kim nguyên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình đối với tập thể luôn đi đầu trong các phong trào là tấm gương tiêu biểu gương mẫu nhiệt tình trong công tác hội và phong trào phụ nữ là người vợ người mẹ người bà mẫu mực trong gia đình đã góp phần không nhỏ trong việc xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc văn minh cùng địa phương phát triển kinh tế xã hội